Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Giờ này mình đang chuẩn bị làm video này để đi chuyến lúc 4 giờ rưỡi chiều cho kịp chuyến xe của thằng giao hàng tiết kiệm. Dạ, sau này thì mình không có gửi Viettel nhiều nữa khách. Viettel bây giờ càng làm nó càng chảnh lên, nó làm rất là chậm. Cho nên là dạo này thì kênh Máy Hàng Em Quyền nó quyết định là mặc dù chi phí nó có ship code nó có cao một chút xíu đối với bên giao hàng tiết kiệm á, nhưng mà bên đó họ làm rất là nhanh, rất là bài bản. Thì cho nên là tất cả những đơn hàng đều phải buộc lòng phải gửi trước 5 giờ. Đã lâu lắm rồi mình cũng có làm video về con máy CT416B của hãng Sanjo nè quý khách hàng. CT416B của hãng Sanjo. Đây là dòng máy rất là xịn hào mà mình vẫn thách thức những dòng máy CT416 trên thị trường mà họ bán là 10 triệu, 13 triệu, 11 triệu, 10 triệu rưỡi. Đó, nhân danh Việt Nam tùm lum hết. Thì riêng dòng máy này thì mình bán giá rất là hợp lý, bảo hành vẫn là 3 năm. Thì hôm nay theo cái yêu cầu của anh Nguyễn Ngọc Trung ở xã Đông Thanh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Cảm ơn anh rất nhiều. Đây là mình không giấu giếm gì với anh Trung cũng như tất cả quý khách hàng. Đây là một cái giá rất là hợp lý mà mình muốn gửi đến lời tri ân cũng như là gửi đến quý khách hàng cái công nghệ mới rất là ổn định trong cái mình có một cái thiết bị này để làm trong công việc sản xuất. Đây là một dòng máy có 3 tính năng. Đó là cắt plasma được dòng là 40A, hàng tích được 160A, đó tất cả đều đây là dòng thật nha. Nếu 160A này trên thị trường là tụi nó sẽ in là 250A đó. Cắt là cắt 40, hàng tích là được 160A và hàng que cũng là 160A. Đây là dòng máy rất là xịn hào mà mình sẽ bảo hành 3 năm kể từ năm 2022 này. Thì một lần nữa cho phép em cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Trung ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang rất là nhiều. Thì cũng gửi đến tất cả quý khách hàng cũng như anh Trung, thì máy này giá 7,8 triệu sẽ bao gồm một cây súng cắt plasma BT31 dài 5m miên man. Đây. Mình nói lướt sơ qua để tất cả những khách hàng khác nắm. BT31 dài 5m miên man, rất là tốt của hãng. Rồi. Một cái bộ đuốc hàng tích. Tại vì nó có 3 tính năng cho nên nó sẽ có một bộ đuốc hàng tích. Đây là bộ đuốc hàng tích của nó là WB26 dài 8m miên man. Đây một cái súng tích dài 8m, chút xíu mình đấu chức năng tích vô rồi mình kéo dài cái súng cho quý khách hàng cũng như anh Trung coi. Một cái cọng kẹp mát 100% bằng đồng. Những cái máy mà tổ hợp trên thị trường á là nó toàn là bộ cho dây nhôm và đồng thời thương hiệu nó không có nha quý khách, nó tự đặt ra thôi. Đây là một công ty rất là lớn. Hãng Sanjo, quý khách có thể tra cái mã QR trên đây. Quý khách mua về quẹt cái mã QR này để coi cái độ lớn của cái nhà máy này nó như thế nào. Đây là một công ty rất là lớn, là một trong những công ty mà lớn đứng trong cái ngành hàng ở bên thị trường á, là đứng thứ top 5 công ty về cái ngành hàng, tức là nó hơn hẳn cả Gia Xích và Lì Răng trên thị trường luôn á. Rồi tiếp theo đó là một cái kiến điện tử. Một cái kính điện tử 10 bộ bét cắt plasma BT31, 3 cái sứ lớn, 3 cái sứ nhỏ và một cái kìm hàng que. Tức là với một cái bộ CT416 này thì quý khách có thể là đã giải quyết được 4 thiết bị hàng. Thứ nhất là cắt plasma là được rồi nè. Hàng que là 2 nè, hàng tích là 3. Thì trong cái tích á, nó có thêm tích xung nữa. Thì cho nên mình gọi là 4 thiết bị hàng. Nó tích là vừa tích thường và cả tích xung nữa. Thì cho nên chỉ có một số tiền nhỏ như vậy thôi mà được kênh Máy Hàng Em Quyền cũng như hãng Sanjo bảo hành đến 3 năm. Cho nên cái sự yên tâm của nó để trong cho quý khách trong quá trình sản xuất á, nó rất là chuẩn. Đây là mình nói rất là chân tình. Rồi mình sẽ đi vô mình test tính năng đầu tiên là cắt plasma. Ngày qua là mấy nay là cắt biết bao nhiêu đường để thiết kế cái logo này. Mình chưa được 40-50 ngàn subscriber cho nên mình tự làm cho mình cái nút bằng sắt.
Hả quý khách hàng ha, mình chỉ được có 20.000 subscriber cho nên mình tự tặng cho mình một cái nút sắt. YouTube từ 100.000 nó tặng nút bạc. Đó, 1 triệu subscriber nó tặng nút kim cương. Hả gì ta phải vàng. Đó, thì bây giờ mình mới có 20.000, quý khách nhớ ủng hộ mình nha. Thôi giờ mình buồn quá, mình cắt ra mình tự tạo cái nút đồng bằng sắt cho mình luôn. Rồi YouTube máy hàng em Quyền. Rồi mình vô mình cắt lách ma nha, mời quý khách hướng lên. À, cũng như là anh Trung nhìn lên em hướng dẫn sơ qua con máy này để cho đỡ mất thời gian nè. Đây là một dòng máy có 3 chức năng mình vừa nói. Chức năng đầu tiên là chức năng cắt plasma. Trong plasma mình vẫn có thể có chức năng 2T nè và 4T nè. Đó là ưu điểm, nó cũng giống như con Tenza ở phía trên đó. Đó, nó cũng giống như con Tenza đó. Đó, những cái dòng máy đẳng cấp thì nó luôn luôn có những cái chức năng mà không cần phải bàn tới. Đó, rồi quay trở lại con CT416. Trong chức năng cắt của nó thì nó sẽ có 2T và 4T là tự giữ, rất hay ha. Rồi chức năng thứ hai là tích. Thì trong cái tích thì chúng ta cũng có thể chỉnh được 2T, 4T. Và đồng thời trong cái tích nó có cái hay nữa là chúng ta có thể hàng được không xung nè, là gọi là tích thường, và chúng ta có thể hàng được xung nè, chỗ này. Chỗ này là xung. Tích thì sẽ có là xung, không xung, 2T, 4T. Rồi, chức năng thứ tư là chức năng hàng que. Rồi, bây giờ mình sẽ đỡ tránh mất thời gian, mình vô, mình bật lên chức năng cắt plasma. Cắt plasma thì mình sẽ cắt một đoạn ở đường 2T và một đoạn ở đường 4T cho anh Trung ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Thì bây giờ đối với cái hộp này thì em sẽ để 30A thôi. Em cắt trên cái súng BT31 dài 5m miên man của anh. Và đầu tiên sẽ cắt ở trạng thái là 2T. Tất cả các thứ đồng hồ điều áp em đã đấu sẵn hết cho anh Trung rồi. Đây nè, em đã gắn sẵn sàng hết cho anh Trung rồi. Chỉ cần về anh cắm nó khớp nó nhanh thì vô bập bập. Và anh cũng chỉnh áp giống như con Tenza 50 mình nói đó. Bây giờ đó, anh để ý trên màn hình nè. Khi mà mình cấp khí vô rồi thì cái áp của nó vẫn chưa đủ nè. Anh Trung thấy không? Bây giờ em sẽ chỉnh áp lên cho anh. Anh nhỏ lên, tăng áp lên nè, tăng theo chiều kim đồng hồ nè, đó, cho nó lên đủ. Rồi, 6kg là mình trừ hao, bây giờ em bóp cò, nếu mà tụt về đúng 5kg là máy mình rất ổn. Rồi, ngon rồi đó anh Trung. Đó, ngon rồi đó, thấy không? Đó, anh Trung cũng như tất cả quý khách hàng để ý, đây là cái đường khí vào. Mọi thứ là kênh máy hàng em Quyền đã lắp sẵn cái điều áp với khớp nối nhanh này hết rồi. Nó mình mở ra là áp tụt xuống nè. Bây giờ mình gắn khớp nó nhanh vô nè. Mình gắn sẽ khớp nó nhanh vô. Rồi, áp nó sẽ lên đủ 6kg. Mình bóp cò. Rồi, nó tụt về đúng 5kg là ổn. Đó. Mình thách thức tất cả những dòng CT416 có mặt trên thị trường này. Đặc biệt mình thách thức với con nhân danh Việt Nam bán giá 10.400.000 á. Rồi, bây giờ mình sẽ vô mình cắt chức năng plasma ở dòng là 30A và ở trạng thái là 2T, có nghĩa là cò mình phải giữ, tay mình sẽ giữ cò mới cắt được. Đó. Mình cũng sẽ chỉnh khí ra sao cho cái máy mình để cho nó bảo vệ bét nha. Hồi nãy là khí ra trước mình sẽ chỉnh 0,5 giây. Con này nó không thua gì con Tenza 50 đó, mình chỉnh được khí ra trước nè. Khí ra trước 0,5 giây. Dòng cắt mình chỉnh 30A cho cái hộp mỏng này. Và khí ra sao hồi nãy để ngắn quá quý khách thấy không? Quá ngắn, có nửa giây rồi, bây giờ mình sẽ tăng lên nè, 6 giây. Rồi mình sẽ vô mình cắt cho anh Trung coi. Đó. Chị hát nào đó. Con máy này nó có ưu điểm cũng chỉnh được khí ra trước, chỉnh được khí ra sau giống như là con Tenza 50 luôn đó. Đây là một con máy giá 7.800.000 mà tính năng nó rất là hay. Đó, bây giờ mình cắt hết chữ Quyền này đi. Nếu khách mà có con plasma này về là làm
ngành ô tô, ngành trang trí nội thất là vô địch luôn. Nó cắt hơi méo rồi, sửa lại. Đó, quyền N. Vuốt lên. Rồi xong. Mình đã tạo được cái nút. Đây, đây là hình rồng rắn lên mây mình cắt rồi nè nha anh Trung nha. Rồi xong, để mất thời gian quá mình sẽ chuyển qua, cũng để 4T đi, mình cắt mấy cây nhôm để mình chuẩn bị thử con mắt 250GD cho anh Chiến ở trên Bù Đăng. Một miếng nhôm. Rồi, giờ ra đây. Rất là thẳng thớm ha. Cắt cái này ra làm đôi luôn cho thử máy cho anh Chiến luôn. Nó đã không? Quý khách mà có con lát ma này về làm những cái việc này nó sướng lắm. Có cái thước đặt vô kéo rét 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 rét. Đó, bây giờ mình giả bộ mình vẽ hình lên cái miếng nhôm này đi. Tự nhiên mình đụng vô cái gì mình cũng khoái, mình ghiền hết. Cắt thẳng đây miếng này đi. Cắt nè. Bén, rồi vẽ hình lên nè, trái tim không ngủ yên nè. Vẽ nè. Đó. Thấy không? Cắt vô nè. Không. Rất là dễ thương. Rồi, bây giờ tiếp theo test cái tính năng thứ ba. Bây giờ mình sẽ test tính năng tiếp theo là tính năng hàng que. Hàng que cho anh Trung ở huyện Gò Công, Tiền Giang nha. Mình làm sơ sơ cái que cho anh coi nè. Kìm hàng que thì mình sẽ gắn phía dưới nha. Kìm hàng que đây. Kìm hàng que mình gắn dưới dấu cộng của dưới nè. Kẹp mát của thằng hàng que nằm đây. Riêng thằng lát ma là súng bắt đây. Và kẹp mát nó bắt anh dấu cộng nha. Anh Trung nha. Cũng như tất cả quý khách hàng khác. Nó bây giờ mình mượn cái kẹp mát hồi nãy mình mới gắn ở trên phần lát ma nè. Mình đưa xuống phần hàng que với phần hàng tích rồi. Rồi bây giờ mình vô thử chức năng thứ hai là chức năng hàng que. Đây mình sẽ di chuyển xuống nè. Đây là chức năng hàng que. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lên dòng tầm 130 thôi. Mình sẽ hàng cái đũa 3 ly 2, 35 đi. Rồi hàng cái đũa 3 ly 2 cho anh Trung coi nha. Chọt một phát coi nó ăn ngay không. Chọt một phát ăn ngay. Chọt một phát ăn ngay. Đó, cái máy chức năng que của nó rất là khỏe nha quý khách hàng nha. Đó, đây là chức năng hàng que của em đó nè. Một cái máy 7.8 triệu. Mà nếu mà quý khách cân nhắc đó, thì thật ra cái đầu tư con máy này nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều luôn. Nó gọn, nó nhẹ, chi phí đầu tư nó thấp. Nhưng mà mình có được tới 3-4 cái thiết bị ở trong cái nhà xưởng mà với chi phí đầu tư thấp nhất.
Đó, ví dụ cụ thể như vậy nè. Bây giờ quý khách mua một con máy lắp ma giá bình quân giống như con cắt 50 Tenza mình đang bán đi, là nó đã là 4.8 triệu rồi. Rồi ha. Rồi mình mua một con tích lạnh đi. Mình mua con tích lạnh của hãng Tenza luôn đi là 5.2 triệu nữa, là nó đã 4.8 triệu với 5.2 triệu là nhiêu? Cho nó 5 triệu, 5 triệu với 5.2 triệu là 10.2 triệu trừ lại là hết 10 triệu rồi. Đó là một, mới có một cái máy tích với một cái máy lát ma với que nữa là đã 10 triệu đã hết. Mà con máy này ba tính năng, vừa có tích xung nữa nè quý khách, tích thường nè, là tích thường nè, nó ghi chữ non xung nè, mình nhấn đây cái là tích xung nè. Đó là tính ra con máy này 4 tính năng giá 7.8 triệu, giá rất là hợp lý, mà được kênh máy hàng Em Quyền với hãng xăng vô bảo hành 3 năm lận. Đó là một sự chọn lựa mà tất cả những cái nhà xưởng nên đầu tư nó. Đó đây là đường hàng của em nó nè. Để khách nhìn nè. Em zoom lên cho khách thấy, mới để dòng có 135 mà con hàng nó nè. Đây. Khách nhìn rõ cái đường hàng của nó nè. Đó mình lật qua cho khách coi nè. Nó cái độ ngấu đó cỡ như vậy đó. Đó bây giờ mình nhấp lên mình quất thử cái đũa 4 ly cho khách coi cái nha. Coi một chọt một phát ăn ngay không nhé. Chọt một phát ăn ngay. Đây là mình đang đốt cái đũa 4 ly nè quý khách nè. Đó, sẵn đang mình đang sung quá mình đốt luôn cái đũa 4 ly luôn. Test cái video này có thể nó dài nhưng mà được cái là anh Trung anh sẽ yên tâm về cái máy của anh. Khi anh mua máy ở trên kênh máy hàng Em Quyền á, là trên tinh thần trách nhiệm của tụi em rất là cao. Đó thì anh nhìn cái đường hàng của cái đũa 4 ly mà máy anh chọn lựa con máy này là một sự chọn lựa rất là thông minh luôn. Em nói thật lòng á, không phải em khen em nịnh anh đâu anh Trung. Đây, anh nhìn đây. Đây là đường hàng 4 ly của em đó nè. Mình sẽ gõ nhẹ nhàng để anh thấy được cái độ ngấu của nó. Một con máy giá trị đích thực của nó phải là như vậy. Rồi, đây là đường hàng 4 ly. Tất cả quý khách hàng khác nhìn giùm mình cái. Mình hàng trên cái miếng sắt nó dơ chưa từng thấy luôn. Mà cái đường 4 ly của nó nè. Đó, để dòng có 150A thôi. Rồi, bây giờ còn một tính năng cuối cùng nữa mình làm luôn. Rồi mình sẽ qua cái con máy của anh Chiến ở trên Bù Đăng để mất thời gian quá. Còn mấy anh này thông cảm nha, mình sẽ test mình gửi riêng sao. Rồi bây giờ mình nói tới đâu mình làm tới đó nha. Bây giờ cái kẹp mát của thằng Lát Ma, ấy, của thằng Hàng Tích á, là bây giờ mình sẽ gắn vô trong dấu cộng nè. Kẹp mát của Tích gắn vô dấu cộng nha. Rồi mình tháo súng Lát Ma này ra. Mình sẽ gẹp vô để chuẩn bị đóng gói liền cho anh Trung nè. Đây là bộ đuốc Lát Ma mình sẽ bỏ lên đây. Bét mình bỏ lên đây. Kiếm hàng mình tạm thời mình bỏ lên đây. Đây kèm hàng que của anh luôn nè anh Trung. Bỏ vô đây. Rồi bây giờ mời anh Trung cũng như tất cả quý khách hàng nhìn lên đây. Đây là bộ đuốc Hàng Tích dài 8m, mình sẽ bắt vô đây. Bắt chung chỗ với Lát Ma luôn. Rồi, dây điều khiển chung chỗ với của Lát Ma luôn. Gắn vô đây. Rồi, quý khách nhắc lại nha. Kẹp mát của Hàng Tích là gắn xuống dấu cộng này. Riêng kẹp mát của Lát Ma là mình phải gắn lên trên. Nếu mình cắt Lát Ma thì kẹp mát phải gắn lên trên này. Kẹp mát của Tích mình gắn dưới này. Rồi, xong. Đây là cho quý khách coi cái súng dài 8m miên man của em nó này nha. Bắt đầu mình cầm ra cho tất cả quý khách hàng khác chiêm ngưỡng luôn. Một cái máy giá trị 7.8 triệu, bảo hành 3 năm. Rồi, dài 8m nè. Đó, mình sẽ kéo dài 8m qua bên đường nè. Đó, quý khách nhìn thấy cái súng dài 8m miên man mình qua bên chiếc xe màu vàng luôn nè. Đó, xe cán qua luôn nè. Đó, bây giờ mình vòng về nè. Đó, cái súng dài 8m miên man nha anh Trung nha. Rồi mình sẽ vô mình thử liền. Đó, đường hàng que của em nó nè. Rồi trời. Nhìn nè, chiếu lại gần nữa, quá đẹp. Rồi. Bây giờ quý khách nhìn lên màn hình nha, mình sẽ chuyển qua chức năng Hàng Tích nha. Đây, tích. Thì trong cái tích này thì nó sẽ có tích. Thường là nó ghi chữ non không xung nè. Thì cũng giống như những con máy khác mình ưa từng giới thiệu rồi đó quý khách. Trong tích 200 bi của hãng này luôn nè. Hãng xăng vô nè.
thì nó sẽ có cái tích DC, có nghĩa là không hàng là không ampere, có hàng là có ampere. Thì bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ chỉnh nè. Khí ra trước là 0,2 giây để nó bảo vệ cây kim lúc mình mồi á. Rồi dòng hàng chính là mình sẽ đặt là 100 ampere. Rồi khí ra sau mình cho là 4-3 giây thôi. Rồi mình sẽ vô mình sẽ hàng cho quý khách coi, mời quý khách coi nè. Mình sẽ hàng lên cái miếng inox này. Miếng inox này nó còn một cái chỗ này mình chưa hàng nè. Ngày qua mình hàng cái này là mình hướng dẫn cho một anh khách ở trên Lạng Sơn á, để anh hàng tích lạnh nè, tích sung rồi đó. Thì bây giờ còn đoạn này mình sẽ vô mình hàng cho anh Trung ở Tiền Giang. Vô rất nhanh nha. Đây là mình đang setup ở chức năng tích DC, mời anh coi lại lần nữa trên màn hình để em xuống em hàng luôn nè. Setup là khí ra trước, mình nhắn cho này nè anh điều phối này nè. Trong tích DC không sung nó chỉ chỉnh là khí ra trước, dòng chính và khí ra sau thôi. Còn lại những cái tính năng khác anh muốn chỉnh cũng không được đâu. Khi nào mình bật qua sung á thì nó mới nhảy những cái tính năng khác nè, anh nhìn thấy không? Khi qua sung thì mấy cái đèn khác nó mới nhảy. Thì chút xíu mình nói lại liền. Bây giờ mình chuyển lên cái không sung và mình nhắc lại. Trong cái không sung mình chỉ chỉnh là khí ra trước, mình đặt là 0,2 giây. Nhấn cái là mình đặt dòng chính là 100 ampere. Nhấn cái nữa là nó xuống khí ra sau, mình chỉnh 3 giây. Rồi chiếu xuống miếng inox này và mình bắt đầu mình vô hình hàng. Đây là chức năng tích DC, thì mình sẽ đặt cây kim vô đây, mình quay ra màn phía ngoài cho tất cả quý khách hàng coi nè. Cây kim mình đặt ngay giữa hai cái cạnh cần hàng nè. Rồi mình bóp cò nè, mình hàng nè. Buông ra. Nó đã dính một điểm nè, cho khách coi liền nè. Rồi, mình hạ xuống mình kéo đường ngắn thôi. Từ đây mình sẽ kéo đường ngắn cho quý khách coi nha. Con máy mình nó quá mạnh nè. Để 100 ampere là nó chảy nhiễu nhão cái miếng inox này. Để mình chỉnh nhỏ dòng lại, mình hàng một cái ở cái đường có sung cho quý khách coi nha. Và trong cái sung thì từ xưa giờ mình đã nói rất nhiều là mình sẽ chỉnh dòng chính. Đầu tiên mình vẫn chỉnh nè, khí ra trước mình cho là 0,4 giây. Ha, khí ra dòng chính là mình đặt là 80 ampere đi. Rồi. Độ rộng sung là mình chỉnh là 20% thôi. Là cái thời gian là 0,2 giây. Nó ngâm cái dòng chính mình vừa đặt 80 ampere đó, thấy không? Tần số sung là mình đặt là 1 hẹt thôi. Và dòng nền mình sẽ đặt là 15 ampere. Rồi bây giờ mình vô mình hàng thử ở chức năng sung cho tất cả quý khách hàng cũng như anh Trung coi nha. Rồi, đó là tính năng sung. Đó là tính năng sung đó, mình đặt cái dòng 80-10 nè, nó nhịp chỗ này nè. Zoom gần đây mới thấy được. Rồi anh đặt cái lửa nhỏ nè. Đó là sung đó quý khách. Rồi thêm một cái sung 4T nữa. Thêm một mình sẽ hàng thêm một cái sung 4T nữa cho quý khách hàng coi nha. Và khi ở 4T thì mình đã từng nói nhiều lần với khách hàng, nó sẽ có cái dòng bắt đầu nè. Mình sẽ chỉnh dòng bắt đầu. Dòng bắt đầu mình sẽ cho nó là 10 ampere, 15 ampere luôn. Thời gian đi từ dòng bắt đầu lên dòng chính mình cho nó là 0,1 giây, nhỏ nhất. Dòng chính là bây giờ mình cho nó lên 90 đi. 90 ampere. Điều ti có nghĩa là cái độ ngâm 0,2 giây của 90 ampere. Tần số mình chỉnh 1 hẹt. Còn dòng nền mình sẽ đặt là 17-15 ampere. Thời gian chuyển từ dòng chính xuống dòng kết thúc mình đặt 1 giây. Và dòng kết thúc mình sẽ đặt nó là 15 ampere. Rồi đây là cái sung mà dân gian gọi là hai lửa rồi đó. Vô. Đó, mình buông ra nè. 90, 15. Sung là một cái dạng tích cũng để làm cho
hạn chế cái việc biến dạng kim loại đó nha quý khách hàng nha. Sung là một cái kiểu hàng kiểu đó đó. Nó sẽ hạn chế được cái sự gia nhiệt của miếng inox hoặc là miếng sắt mà mình cần hàng á. Rồi, mình bắt đầu ngưng lại, mình bóp cò cái là nó xuống lại 10. 5 ampe và mình buông ra nó ngắt nè. Rồi. Đó là quá trình xung của 2T 4T. Rồi, con nguyên toàn bộ cái máy của anh Trung em đã test xong hết tất cả những cái tính năng của nó. Nha anh nha. Rồi xong.